Vừa qua tại Hà Nội, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức khóa huấn luyện về phương pháp nghiên cứu thị trường và sử dụng thông tin thương mại hướng đến xuất khẩu nhằm nâng cao sự đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các ngành hàng xuất khẩu tiềm năng. Tại đây, gần 100 học viên đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trường đại học và trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư tại các tỉnh trong cả nước đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh những vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường năng lực và kỹ năng cho hệ thống xúc tiến thương mại, xây dựng tài liệu và tập huấn về kỹ năng xúc tiến thương mại và xây dựng kế hoạch mở rộng sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu. Trong khóa học này, các doanh nghiệp đã được cung cấp và hướng dẫn sử dụng thông tin thị trường, nghiên cứu thị trường đích, xây dựng chiến lược marketing xuất khẩu, hướng dẫn các bước xâm nhập thị trường xuất khẩu. Đây là chương trình hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ bằng nguồn vốn ODA.